Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Thưa các bạn, hôm nay bên mình lại quay trở lại làm video và vẫn như thường lệ sẽ giới thiệu đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình nhé. Thì hôm nay bên mình về được đó là những chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra có cả bản RAM 8 và bản RAM 12 các bạn nhé. Và những chiếc máy bản hai sim vật lý đó chính là những chiếc Samsung S20 FE hay là những chiếc máy bên mình thâu lại được của khách như cây S22 Plus, S20 Ultra, S21 Ultra và XS Max 256GB và vẫn còn lại một chiếc iPhone XR loại pin 100 sạc ít lần, đây là hàng siêu lướt, và những chiếc máy iPhone 12 Pro Max cũng như là 11 Pro Max các bạn nhé, có cả bản hai sim vật lý luôn. Ngoài ra thì các cái dòng LG thì bên mình vẫn có các cái dòng cơ bản như là LG V50, LG Velvet, LG V60 hay LG Wing. Về Oppo thì bên mình có Reno 5, Reno 6 và Oppo A95. Và những chiếc máy khác bên mình đang kể cả Vsmart đây các bạn nhé, Vsmart Star 5 và Vsmart Joy 3, Vsmart Joy 4. Đó, bên mình sẽ vào giới thiệu chi tiết những chiếc máy đang có tại kênh. Bạn nào xem video nếu cảm thấy ưng ý thì cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe hoặc một lượt đăng ký kênh. Còn nếu bạn nào mà xem cảm thấy là có thể ủng hộ được bên mình, có thể tin tưởng mua bán được ở bên mình thì cứ chốt máy giúp bên mình nhé. Thì bên mình bán hàng online cho nên là có thể sẽ gửi hàng cho các bạn qua đường bưu điện để các bạn có thể nhận máy và kiểm tra máy thoải mái nhé. Còn nếu bạn nào mà ở gần khu vực công viên Thiên đường Bảo Sơn, ở gần cửa hàng của bên mình thì có thể qua giao lưu trực tiếp và mua bán nhé. Đó. Và bây giờ thì bên mình xin vào giới thiệu đầu tiên đó là những chiếc S20 FE. Đây là những chiếc máy hàng Zinkeng Spen. Đấy, hàng còn nguyên cả siêu viền này. Đấy, còn nguyên cả siêu viền nhé. Đấy, hàng Zinkeng Spen. Cái này là bản hai sim vật lý luôn các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và chạy chip Snapdragon các bạn nhé. Đấy, RAM 6, bộ nhớ 128, hai sim vật lý. Đấy, màn hình trắng sáng, không ám, không ổ, không lưu hình. Máy này các bạn có thể mua một chiếc hộp, các bạn thả vào nó là thành máy mới luôn các bạn nhé. Đấy, hàng chuẩn A cộng này, A cộng cộng luôn. Đấy, không có một vết xước nào nhé. Zinkeng Spen. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 4.600.000. 4.600.000 S20 FE bản 2 sim. Rồi tiếp đến là những chiếc S22 Ultra. S22 Ultra dòng máy flagship. Đấy, thì bên mình có 3 màu, đó là màu đen, màu xanh và màu tím. Đấy, thì đây là những bản mà RAM 8, bộ nhớ 128GB. Nó chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 các bạn nhé. Chip Snapdragon 8 Gen 1. Máy thì zin nguyên bản 100%. Đấy, đây cũng là hàng A cộng cộng. Hàng này thì nguyên áp suất luôn đấy các bạn. Đấy, áp suất nhảy tưng tưng luôn. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình nhá. RAM 8, bộ nhớ 128GB. Bản Mỹ 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Toàn hàng A cộng thôi. Hàng này mà các bạn có thể mua được ở trong các siêu thị nhé. Mua được ở trong các siêu thị nhưng mà giá nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Bởi vì hàng này thường thường siêu thị sẽ mua thêm hộp, đầu tư thêm hộp các kiểu ấy. Họ sẽ bán thành máy trôi bảo hành cho các bạn. Nhưng mà khi các bạn mua ở bên mình thì chắc chắn rồi. Có sao bên mình bán vậy và vẫn đảm bảo cho các bạn với cái mức giá nó rất là hợp lý. Mức giá rất rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với các bạn mua ở trong các store lớn hoặc các siêu thị nhé. Đấy, bút điếc thì sử dụng đầy đủ, không có lỗi lầm gì cả, đầy đủ chức năng nhé. Có 3 màu, đây là màu đen, đây là màu xanh và đây là màu tím. Đấy, tất cả đều zin nguyên áp suất luôn, đẹp leng keng sa beng. Bên mình đang để cho các bạn những chiếc máy này với giá của nó là 10.700.000, 10.700.000 thôi các bạn nhé. Quá rẻ. Ngoài những chiếc máy bản RAM 8, bộ nhớ 128 ra thì bên mình vẫn có những chiếc máy bản RAM 12, bộ nhớ 256GB. Thực ra cái này nó chỉ hơn nhau về cái dung lượng thôi. Còn RAM 8 hay RAM 12 thì mình nghĩ là các bạn cũng không thể sử dụng hết.
Và bọn này thì nó chắc chắn là nó vẫn phải dùng chung một con chip Snap, chip Snap R8 Gen 1, cho nên tốc độ hai máy xử lý sẽ là như nhau. Nhưng được cái bản 256GB này thì các bạn sẽ lưu trữ được nhiều hơn, RAM 12 bộ nhớ 256GB. Và khi chạy đa nhiệm thì RAM 12 nó cũng sẽ không bị tải lại ứng dụng. Ví dụ như là các bạn vào Face chẳng hạn, sau đó là các bạn vào nhiều app khác, từ lúc các bạn vào lại Face thì Face nó sẽ tải lại trang đấy. Còn nếu mà các bạn cái dung lượng RAM nó lớn hơn thì khi các bạn vào Face sau đó vào nhiều các ứng dụng khác, các bạn quay lại Face thì Face nó vẫn giữ nguyên cái mà lúc các bạn đang xem dở nhá. Đây thì bản RAM 12 bộ nhớ 256 thì bên mình có màu trắng, đầy đủ các tính năng nhé. Bản này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 11.700.000, 11.700, nó cao hơn hẳn cả sấp xỉ 1.000.000 so với là bản 128GB nhé. Bên mình vẫn tặng các bạn sạc siêu nhanh cũng như là ốp lưng và dán màn hình. Rồi, tiếp đến đó là một chiếc Samsung S22 Plus, cũng dòng series 22, nhưng con này thì ngoại hình của nó thì cá sấu hơn. Con này bên mình thâu lại được của khách này. Đấy, khách dùng không giữ gìn. Đấy, nó hơi sức viền xung quanh nhưng được cái là lưng đẹp. Lưng đẹp này, mặt trước cũng đẹp. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, bản Việt Nam 2 SIM S22 Plus nhá. Bản Việt Nam 2 SIM vật lý. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. S22 Plus bên mình đang để cho các bạn cây máy này chỉ có là 7.500.000 thôi các bạn nhé, 7.500.000. Zin nguyên, nói chung là ấy áp suất vẫn còn căng đét luôn các bạn này. Máy khách chưa mở chưa bung. Mặc dù ngoại hình hơi xước thôi nhưng mà nó lại được cái là còn nguyên áp. Đây, các bạn nhìn này, đấy, thấy xước chưa? Đấy, tặng các bạn một chiếc ốp màu đen, ốp đi theo máy luôn, thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái vết xước nữa. Nói chung lúc đấy nó lại thành đẹp lung linh rồi. 7.500.000 thôi các bạn nhá. S20 Ultra phiên bản Việt Nam, máy 2 SIM, RAM 12, bộ nhớ là 128GB. Con này thì màn hình của nó là 6.9 inch, độ phân giải là Dynamic 2K+, độ rộng của nó 6.9 rồi, màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đó. Pin của nó thì 5000mAh, cũng như là cũng camera của nó là zoom 100x các bạn nhé. Bên mình đang để cho các bạn giá chỉ có là 6.300.000, 6.300.000 các bạn nhé. 6.300.000 bản 2 SIM vật lý nhé. Rồi tiếp đến đó chính là những chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra. Đấy, cây này bên mình cũng thâu lại được của khách, cũng là bản bản Việt 2 SIM. Đấy, bản Việt 2 SIM các bạn nhé. Con này thì ngoại hình của nó thì cũng có xước nhẹ nhẹ ở góc này. Đấy, xước nhẹ nhẹ thôi. Nói chung con này theo mình nhận định thì nó là hàng phẩy đẹp, đẹp tầm khoảng 97-98%. Đấy. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 128GB, bản Việt 2 SIM nhé. Đấy. Màn 6.9, pin 5000, camera zoom 100x, zoom lên đến 200m luôn các bạn nhé. Từ tòa nhà bên này sang tòa nhà bên kia đều nhìn thấy rõ ràng, rõ mồn một luôn. Đấy. Và tặng các bạn một cái ốp Louis Vuitton. Đấy. Đấy, đẹp luôn. Giá bên mình đang bán cho các bạn con này thì siêu rẻ, giá chỉ có 8.000.000 thôi các bạn nhé, 8.000.000 cho một cây bản Việt. Đây cũng là một chiếc máy mà khách nên đời. Đấy. Thì đây nó là một chiếc iPhone XS Max, máy màu vàng gold. Ngoại hình của nó thì mình khẳng định luôn 100% các bạn cầm vào không thể nào chê được.
con này zin nguyên áp suất luôn, khách mua từ mới. Đấy. Các bạn nhìn này, ngoài hình đẹp, khách còn trước khi bán cho mình là vẫn dán cái miếng PPF, nhưng sau đó bên mình bóc ra để kiểm tra thì nó đẹp lung linh luôn, áp còn nguyên. Đấy. Con này bộ nhớ của nó là 256GB. Bộ nhớ 256GB, pin của nó là 83% pin zin. Mình nghĩ pin này chắc chắn rồi, không phải thay. Các bạn cứ để dùng tầm khoảng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi nữa, các bạn thay pin cũng chưa muộn nhá. Và chiếc máy XS Max này bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 6,5 triệu các bạn nhá. Để cho các bạn giá chỉ có 6,5 triệu thôi. Tặng các bạn một kính cường lực full màn, một ốp lưng và một bộ sạc. Đó, máy thì bên mình đã reset cho các bạn rồi, nên các bạn chỉ về chỉ việc lắp sim vào là dùng thôi các bạn nhá. Không bao giờ phải lo iCloud ẩn hay là máy bypass hoặc là máy lock các kiểu. Rồi, tiếp đến đó là XR. Này, hàng siêu chất luôn. Pin 100 sạc 13 lần. Đây là những chiếc máy mà nói chung là active xong là quên sử dụng. Đấy, quên dùng. Các bạn nhìn này, ngoại hình của nó rất đẹp, đẹp lung linh luôn. Đấy, chấm trên bao Utun là 100 điểm luôn các bạn. Chiếc máy chất như thế này thì các bạn yên tâm. iPhone XR bản 64GB các bạn nhé, đẹp 99%. Giá bên mình đang để cho các bạn chỉ có 4,800,000 thôi. 4,800,000 các bạn mua ở nơi khác thì cũng chỉ được một con máy hàng XR thường cũng 64GB thôi, nhưng ở bên mình các bạn được thêm đó là pin 100 sạc 13 lần, pin zin không phải pin thay các bạn nhé. Rồi tiếp đến đó là một cặp pin 88 của iPhone 12 Pro Max. Cả hai đều là pin 88. Đều là bản 128GB. Một chiếc màu xanh và một chiếc màu vàng. Ngoại hình của nó thì đều là hàng zin đẹp như nhau. Zin đẹp như nhau, nhưng giá của nó thì lại khác nhau. Zin tất cả đều zin đẹp 99, bộ nhớ 128. Con màu vàng thì bên mình đang để cho bạn là 12,3 triệu. Con màu xanh bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 11,900. Đó, nó chênh nhau hẳn 400,000. Các bạn có thể cân nhắc nhá. Đấy, màu vàng thì chắc chắn rồi, luôn luôn là cái màu đắt nhất, đẳng cấp nhất, sang trọng nhất. Nhưng mà màu xanh cũng là một màu không hề kém cạnh. Thậm chí lúc mới ra, màu xanh với màu vàng giá nó còn tương đương như nhau cơ. Đến càng về lâu về dài thì màu vàng nó càng có giá. Nếu mà nó là vàng 4.9 hay SJC có khi nó còn lên giá đấy các bạn. Đều tặng các bạn sạc siêu nhanh, ốp lưng và cường lực full màn nhé. Đây là một con máy khách trước mua của mình và bây giờ quay lại thanh lý cho bên mình. Đây là một chiếc iPhone 11 Pro Max bản 64GB, 2 sim vật lý. Máy khách dùng không có một cái gì gọi là thay đổi luôn. Pin vẫn 100%, máy vẫn gọi là đẹp lung linh. Đấy, không có một vết xước nào luôn các bạn. Bản 2 sim vật lý 64GB. Bên mình đang để cho các bạn con máy này với giá của nó là 8,5 triệu các bạn nhé. Giá chỉ có 8,5 triệu cho một chiếc hàng đẹp 99%, zin nguyên bản luôn. Còn đây là một chiếc bản một sim vật lý và một eSIM. Đấy, ngoại hình máy màu vàng. Đấy, màu vàng. Đẹp cũng 99%. Nhưng đây nó là bản một sim vật lý, một eSIM nên giá nó sẽ rẻ hơn bản hai sim vật lý nhá. Cũng là bản 64GB đang chạy US 16.6. Pin con này là còn 87%. Bên mình đang để cho các bạn giá của nó là 7,900,000. Giá thanh lý cho bạn 7,900,000. Tiếp đến là một chiếc LG V50 Thinh Quy, hàng đẹp len ken sà beng. Bên mình đang để cho bạn giá là 2,900,000 với RAM 6, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 855. Kèm theo màn hình của nó là 2K cộng luôn, độ rộng 6,4 inch, pin 4000, có hỗ trợ sóng 5G, camera đọc văn bản cũng như là vân tay một chạm hay là nhận diện khuôn mặt các bạn nhé. Rồi một dòng máy nữa nhìn trông có vẻ sang trọng hơn, đó chính là LG Velvet
với thiết kế dài thon và khung trước khung sau, cong trước cong sau các bạn nhé. Đó, LG Velvet này, RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon, máy 1 SIM. Có thể nâng lên 2 SIM các bạn nhé. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.200.000. 3.200.000. Rồi tiếp đến nữa đó là một chiếc LG V60 Thinh Quy. Đấy, V60 Thinh Quy hàng zin đẹp. LG V60 này thì RAM 8, bộ nhớ 128GB. Ngoại hình của nó là hàng cũng zin keng sa beng luôn. Máy 1 SIM. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.700.000. 3.700.000 bảng T-Mobile các bạn nhé. LG Wing này. Đây là một chiếc máy mà màn hình xoay ngang, hai màn hình. RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Đẹp 99%. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 4.900.000. Ngoại hình zin đẹp luôn. Rồi, đây là những chiếc máy mà các video trước bên mình cũng đã review rồi. Đây là Redmi Note 8, RAM 4+1, bộ nhớ 64GB, 2 SIM, 1.500.000. Hàng chính hãng nhé. Oppo A95, RAM 8+4, bộ nhớ 128GB, giá 3.200.000 nhé. Oppo Reno 5, giá 3.300.000, RAM 8, bộ nhớ 128GB, máy màu đa sắc, 2 SIM vật lý. Samsung A71, RAM 8, bộ nhớ 128GB, 3.300.000, bản Việt Nam. S10 nhỏ, bản 512GB, hàng Mỹ, chạy chip Snapdragon, 1 SIM, 3.900.000. Vsmart Joy 4, 1.600.000, pin 5.000, RAM của nó là 4, bộ nhớ 64GB, bản Việt 2 SIM, đẹp len keng sao beng nhé. Hay Vsmart Star 5, 1.200.000, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 5.000, bản Việt 2 SIM. Đó là những gì mà bên mình muốn giới thiệu đến các bạn nhé. Thì có gì các bạn mà mua bán thì ủng hộ giúp bên mình. Bây giờ bên mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.